Bây giờ để xem định luật bảo toàn khối lượng về phát biểu này, về áp dụng của nó như thế nào thì chúng ta sẽ nghiên cứu ngay sau đây. Trước tiên là chúng ta sẽ đề cập đến nó thông qua một thí nghiệm. Thông qua một thí nghiệm các em nhé. Đây, chúng ta sẽ có hai dung dịch. Đúng không ạ? Dung dịch natri sulfat và dung dịch bari clorua. Đấy, hai dung dịch này được để trên cái cân thăng bằng. Cân thăng bằng, đấy chứ nhỉ? Và hai đĩa cân của chúng ta thì một đĩa cân là để chắc chắn là để quả cân rồi, đúng không nhỉ? Và một đĩa cân là để cái cốc đựng hai dung dịch này. Dạ. Vậy thì khi mà chúng ta điều chỉnh thì chúng ta đã cân được cái khối lượng của hai cái dung dịch cái giữa. À, cân được rồi, đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta tiếp tục này. Chúng ta sẽ đổ cái cốc đựng dung dịch vào trong cốc còn lại. Đúng không ạ? Và khi đó chúng ta thấy này, cái lúc đầu khi mà chúng ta đổ cái dung dịch này vào trong thì dần dần cái quả cân của chúng ta nó sẽ làm sao nhỉ? Nó sẽ thay đổi, đúng không nhỉ? Nó sẽ thay đổi. Và khi chúng ta để lại thì cái khối lượng của chúng ta nó lại về thăng bằng. Khối lượng chúng ta lại về thăng bằng. Như thế này. Chúng ta quan sát lại nhá. Ban đầu thăng bằng này, đúng không ạ? Khi mà chúng ta nhấc lên, chắc chắn rồi, quả cân nó sẽ bị lệch, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta đổ cái dung dịch vào, baricloro vào. Đấy.